Xin kính chào các quý vị dân tộc thân mến và yêu quý nhất của tôi nha. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với quý vị một chút về cái nó sẽ ta cái sự hiểu biết, cái sự khôn ngoan và cái kiến thức của thế giới, đúng không? Thì cứ cho là như vậy đi. Nó là một cách khác là cái bằng cấp hoặc là cái trình độ của thế giới, đúng không? Ra thì nó không có cái gì hay ho hay là tốt đẹp gì đó, chỉ có cái kiến thức, cái sự hiểu biết, cái sự khôn ngoan và cái sự yêu thương của Chúa Cha chúng ta, Khai Bihama, Ngài vẫn là như vậy, hoặc tôi vẫn là tôi đang ở trên thiên đàng. Thì những cái tài sản của Ngài á, những cái trình độ của Ngài á, hoặc là cái bằng cấp của Ngài á, thì mới là có ý nghĩa tốt đẹp, vân vân, đúng không? Nói chung là những cái từ đẹp nhất mà quý vị có thể nghĩ ra được, đúng không? Trong bất cứ một cái ngôn ngữ nào, đúng không? Thì ý tôi muốn nói một chút với quý vị, đúng không? Giả sử như là tôi không nói là tôi muốn thích kiêu ngạo gì đâu, thì nhân dịp này thì tôi muốn chia sẻ với quý vị một chút xíu, đúng không? Thì biết đâu sau này tôi không còn có một cơ hội để chia sẻ những cái điều này với quý vị, đúng không? Lỡ mà bọn họ muốn ám sát tôi thì sao? Muốn giết hại tôi thì sao? Đúng không? Thì tôi muốn quý vị có một cái kỷ niệm, đúng không? Để mà có thể nhớ nhớ tôi, đúng không? Biết đâu chắc quý vị mừng lắm ấy. Đúng không? Thì đây là một cái ví dụ sao ta? Là sao? Thì một cái ví dụ mà cái sự công nhận mà do bọn phương Tây đã trao cho tôi, biết không? Thì nó chỉ đơn giản nói là về cái sự đóng góp của tôi trong xã hội này, trong cộng đồng xã hội này, hoặc là trong cái cộng đồng cái thế giới này, đúng không? Những gì tôi có thể đóng góp thì tuy rằng không nhiều, nhưng mà như 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 vậy thì cũng nhiều hơn là so nhiều vị ngoài kia rồi, đúng không? Đặc biệt là khi mình đến từ một cái vị trí rất là cực kỳ hâm mộ và nghèo khó, biết không? Mà được bọn họ công công khai và công nhận cái sự đóng góp của mình trong cái xã hội này, đúng không? Trong khi đó mình không có một dân tộc hay một cộng đồng nào có thể giúp đỡ mình, đúng không? Thì quý vị hãy suy nghĩ đi, đúng không? Không phải là tôi muốn kiêu ngạo, tôi chỉ muốn nói ví dụ thôi. Trong khi đó tôi không có một phụ nữ dân tộc của tôi ở bên cạnh tôi để mà yêu thương tôi, giúp đỡ tôi, tin tưởng tôi và làm những cái thứ mà cái mục đích của cô ta được tồn tại trong cái thế giới này, biết không? Mà tôi còn có thể đạt được những cái thứ này, trong khi đó không có vợ của cái Jin bên cạnh. Thì quý vị cứ tưởng tượng nếu mà tôi gặp được một phụ nữ biết yêu thương tôi, thì quý vị hãy tưởng tượng cái mức độ hoặc cái sự thành công mà tôi có thể là mà tôi có thể đạt được trong cái xã hội này, trong cái đất nước này và trong cái thế giới này, đúng không? Nhưng mà rất tiếc thì tôi không có được cái cơ hội như vậy, đúng không? Tại vì cái thế giới này là toàn là nhiều con gái đĩ điếm không à, lu không à. Thay vì có nhiều con gái phụ nữ hoặc có cái sự ngay thẳng, tốt đẹp, trung thành,
và tràn đầy cái sự yêu thương của chú cha của chúng ta Khai Bì Hơ Mơ ngày vẫn là như vậy, đúng thì tôi nói một cái ví dụ đó, thì quý vị hãy tưởng tượng đi cái mức độ mà tôi có thể thành công nếu mà tôi có được một phụ nữ như là Ủa Con Trao He, tốt đẹp, ngay thẳng, trung thành và tất cả những thứ gì mà tốt nhất, đúng không? Thì đó. Nhưng mà tôi cũng không trách với cô phụ nữ dân tộc về điều đó. Vì tôi ở xa, cho nên tôi cũng không trách với cô về cái điều đó, đúng không? Vì đa số phụ nữ con gái dân tộc của tôi, của chúng ta thì họ cực kỳ đẹp từ bên trong lẫn cả ngoài, đúng không? Từ trái tim tới đầu óc và thể xác và cả cái linh hồn của họ. Nhưng chỉ vì cái bọn ngoại tộc kia đã phá cái não của bọn họ, phá cái tâm và cái lý của bọn họ, rồi sau đó nó đã hại đến cái linh hồn của họ. Chỉ như vậy thôi. Nhưng mà thực chất á, cái bản chất, cái đặc điểm, cái tính cách và cái nét đẹp của những quý vị phụ nữ con gái dân tộc chúng ta thì cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xinh đẹp, ngay thẳng, trung thành và tràn đầy cái sự yêu thương trong lòng của họ, đúng không? Thì tôi cũng biết và hiểu rất cực kỳ rõ về điều này, đúng không? Chứ không phải tôi không có hiểu quý cô đâu, phụ nữ con gái dân tộc của tôi đâu. Chỉ là quý cô phụ nữ con gái dân tộc của tôi chưa có hiểu tôi thôi. Chẳng lẽ tôi không hiểu phụ nữ của tôi mà tôi không hiểu thì bây giờ tôi hiểu ai? Giả sử như là cái sự tôi là đàn ông, là cái sự sáng tạo của chú cha của chúng ta, chẳng lẽ chú cha của chúng ta không hiểu tôi, trái tim của tôi, cái tâm lý của tôi, đúng không? Cái tâm và cái lý của tôi và cả cái thể xác của tôi, luôn cả cái linh hồn của tôi, đúng không? Chẳng lẽ Ngài không có hiểu rõ tôi? Vì Ngài đã tạo ra tôi thì tất nhiên Ngài phải hiểu tôi chứ. Chẳng lẽ không, đúng không? Chuyện rất là hợp lý mà. Thì như quý vị đã biết đó, đàn ông có quyền, đàn ông, những quý vị đàn ông Do Thái, vòng 12 sắc tộc của Do Thái, quý tộc của Do Thái đó, 12 dân tộc của Do Thái đó, đúng không? Hoặc là 12 nhóm của Do Thái đó, đúng không? Đàn ông Do Thái đấy, họ đều có quyền trong cái thế giới này. Họ mất đi là vì cái tội lỗi của cha chúng ta, phải không? Cha chúng ta là ai? Là ông Adam, ông Adam, đúng không? Và đó là lý do tại sao chúng ta đã mất đi cái quyền của mình. Thì khi chúng ta phạm tội thì cái quyền đó nó kiểu là nó chuyển qua cái ông ma quỷ, biết không? Và đó là lý do tại sao chúng ta đang gặp khó khăn và những cái trở ngại bây giờ và những cái sự đau khổ trong cái thế giới này là vì cái lý do đó. Hơn nữa, những cái bọn ngoại tộc kia đã cướp đi cái quyền lực của chúng ta, biết không? Cái quyền của chúng ta, biết không? Thực ra cái quyền đâu phải là bọn họ đâu, chỉ là Chúa cho bọn họ, là tại vì cái tội lỗi của chúng ta thôi, tổ tiên của chúng ta, vị cha của chúng ta thôi, đúng không? Thực ra thì bọn họ làm gì có quyền,
những vị con cái của Chúa thì mới có quyền. Bọn ngoại tộc kia không có quyền. Vì thực tế họ ở dưới chúng ta. Lý do bây giờ bọn họ ở trên chúng ta là tại sao? Là tại vì cái tội lỗi. Đó là lý do tại sao ông ma quỷ cho bọn họ có quyền trong cái thế giới này, hiểu không? Tại vì cái thế giới này là của ông ma quỷ, biết không? Đang hiện tại là như vậy, phải không? Hơn nữa, lý do tại sao phụ nữ có sức lực thì phụ nữ là vợ của đàn ông thì tất nhiên phụ nữ có sức lực, đúng không? Đàn ông có quyền thì phụ nữ có sức lực. Là tại sao? Thì phụ nữ là vợ của đàn ông. Đàn ông là cái sự sáng tạo của Chúa Cha, phải không? Cái sự sáng tạo của Chúa Cha. Cho nên cả hai là một cái sự tồn tại đẹp nhất, tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất, đúng không? Biết chưa? Ôi, tôi nói về cái chuyện đó nhiều. Mình quay lại với cái chủ đề là giới thiệu về một chút về cái kiến thức của thế giới đi, đúng không? Thì đây là quyển sách, đúng không? Thì cứ biết thì cái này cũng là ngữ pháp, đúng không? Yeah, ngữ pháp đó. Cái quyển sách. Yeah. Rồi đây là về cái quyển sách về văn, biết không? Nghe không? Viết văn, đúng không? Về essay, đúng không? À, nói chung là một cái môn như vậy đã tốn tôi $3.000 gì đó, đúng không? Rồi đây về kinh tế này, economics, đúng không? Đó, cái kiến thức của thế thêm $3.000 này, Ader, rồi thêm nữa này về cái môn về gì, cái gì ta, cái này là quản lý này, đúng không? Management, đúng không? Thêm $3.000 nữa hoặc là $4.000 nữa, không? Còn cái này thì về cái sự quảng cáo này, đúng không? Đó, về cái môn quảng cáo, phải không? Cách mình quảng cáo sản phẩm của mình hay này nọ vân vân, thêm $3.000 nữa. Còn cái này thì cái sách thôi, sách về đạo, nó không có đến nỗi, đúng không? Cũng tốn tiền. Thì cái này thì cái này cũng sách tốn tiền, đúng không? Còn cái này statistic, đúng không? Tiếng Việt nói sao ta? Thì nói chung về con số thôi, đúng không? Mình tính toán đó. Như là nó có cái từ riêng nhưng mà bây giờ tôi không có suy ra được. Nhưng mà không quan trọng. Thêm $3.000 nữa, biết không? Đó. Rồi, cái này thì muốn học giỏi tiếng Anh á, thấy không? How to write and speak better. Yeah. Đó. Rồi cái đó thì không phải mấy ngàn đô, chỉ là cái sách thôi. Còn đây thì cái quyển sách này, đúng không? Về vẽ vân vân. Rồi còn cái những cái quyển sách khoa học nữa, tôi quên lấy ra. Ui, thì tôi cứ tưởng là tôi đã lấy hết rồi, nhưng mà ai ngờ tôi còn sót vài cái về cái quyển sách về khóa học, đúng không? Nói chung về những cách những quyển sách của khoa học, đúng không? Sao? Quý vị thấy sao? Thì đó chỉ là cái chuyện mà về cái trình độ của thế giới hoặc là trình độ của bọn phương Tây hay là trình độ của ông si già, phải không? Ừ. À, còn một cái.
Trước khi tôi cũng được lãnh một cái phần thưởng này, thấy không? Thấy không? Thấy tiền của tôi không? Thấy cà chin không? Mỗi một mình tôi duy nhất giành được trong cái tiểu bang ở đây này, thành phố này, biết không? Là một vị châu Á, học sinh châu Á, biết không? Không phải là vì tôi kiêu ngạo hay gì đâu, thì tôi muốn giới thiệu với quý vị một chút về cái sự giáo dục của bọn họ, hoặc là cái sự giáo dục của thế giới này, đúng không? Hoặc là cái trình độ của thế giới này, biết không? Thì nó chỉ có nhiêu đó thôi, chỉ có cái gì mà nó giúp cho quý vị có được một cái cuộc sống tốt đâu, một cái tương lai tốt đẹp đâu. Nó chỉ là những cái thứ đó, nó chỉ làm cho cái đầu của quý vị trở thành đĩ điếm thôi, đúng không? Lu thôi. Hoặc là yêu cái sự tội lỗi thôi, ngu ngốc bệnh hoạn điên khùng xấu xa độc ác tàn nhẫn và ma quỷ, đúng không? Nghèo nàn, bệnh tật, chết chóc, nô lệ và đàn áp thôi, đúng không? Những cái thứ mà hay sao ta, những cái thứ mà nó có hại cho cái đầu óc của mình nữa. Cho nên hãy bắt đầu đọc cái quyển sách kinh thánh của chúng ta đi, cái đó mới là quan trọng nhất đó. Cái đó mới là cái điều mà chúng ta nên học đầu tiên nhất, đúng không? Chứ không phải là cái kiến thức của thế giới đâu. Cái kiến thức mà chúng ta cần phải phải học á, cơ bản nhất á, là chúng ta phải hiểu rõ cái quyển sách kinh thánh, đúng không? Cái luật lệ, những cái lệnh, cái đạo lý, không? Cái tiêu chuẩn, hoặc là cái trình độ, phải không? Để mà chúng ta có thể đối phó với bất cứ ai mà dám sỉ nhục cái đạo lý của chúng ta và cái đạo của chúng ta, cái đạo của Chúa Cha chúng ta, cái vì mơ ngày vẫn là như vậy. Còn không thì quý vị lấy cái tư cách gì, cái bản lĩnh gì và cái trình độ gì mà bảo vệ cái nền tảng của đạo lý của quý vị bằng cái lờ đĩ à, bằng cái đầu cặc cà, sao mà được? Cho nên cái quyển sách kinh thánh á, là chỉ dành riêng cho quý vị 12 sắc tộc của Do Thái, 12 quý tộc của Do Thái, 12 nhóm sắc tộc của Do Thái, biết không? Chứ không phải là dành cho cái bọn ngoại tộc kia đâu. Cái quyển sách này á, cái kinh thánh á, là nó dành cho chúng ta, Chúa Cha của chúng ta. Trao cái quyển sách này, những cái kiến thức, cái sự hiểu biết, cái sự khôn ngoan, hoặc là một cái bằng cấp, một cái thư viện của kiến thức cho chúng ta, đúng không? Nó không chỉ vì trong cái quyển sách đâu, những cái luật lệ này, những cái lệnh này, nó đều liên quan tới cái chuyện của thiên đàng đó, đúng không? Không chỉ là vì cái thế gian này đâu, hoặc là không chỉ vì trong cái thế giới này đâu. Những cái kiến thức này nó còn sâu xa hơn, nghĩa là ở trong cái thiên đàng, ở trên thiên đàng ấy,
nó còn có những cái ý nghĩa mà chúng ta còn chưa chắc gì hiểu hiểu hết được, đúng không? Hiểu nổi được, cho tới khi lúc đó thì chúng ta mới hiểu rõ. Sau khi chúng ta đã hiểu hết những cái điều này trước thì lúc đó thì chúng ta mới có thể mới bắt đầu có thể hiểu được về cái chuyện của thiên đàng, đúng không? Thì đây là một cái điều cơ bản nhất mà chúng ta nên nên phải hiểu, đúng không? Như tôi nói, cái bằng cấp của Chúa Cha chúng ta, phải không? Cái đạo lý, cái luật lệ, cái tiêu chuẩn và cái trình độ, đúng không? Thì là cái bằng cấp, đúng không? Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Chúng ta phải có cái điều đó trong cái trái tim của chúng ta, trong cái đầu óc của chúng ta, trong cái thể xác của chúng ta và cả cái linh hồn của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có thể đối phó với bất cứ mấy với những cái bọn vô đạo hoặc là những vị đạo khác gì đó, phải không? Muốn thách thức chúng ta hay là muốn xí nhục cái đạo của chúng ta hay là này kia, phải không? Lúc đó chúng ta có thể đối phó với bọn họ một cách tự tin, một cách rõ ràng, một cách đúng đắn, một cách dũng cảm, có những cái sự can đảm để mà đối phó với họ và sẵn sàng chết vì cái đạo lý của Ngài, đúng không? Đấy đó. Thì tôi chỉ có một chút giới thiệu như vậy về cái về cái kiến thức của thế giới, đúng không? Ừ. Thì tất nhiên là tùy quý vị thôi. Tôi chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi để mà sau này quý vị không có cảm thấy hối hận vì vì đã phung phí cái thời gian công sức của mình và cái sự yêu thương của mình cho những cái thứ vô ý nghĩa, đúng không? Những cái thứ mà không có ý nghĩa, đúng không? Thì tôi không muốn quý vị phải phải hối hận như vậy rồi về sau, rồi rồi ước gì được có ai đó nói trước cho quý vị. Thì bây giờ tôi đã nói trước rồi đó, và tôi hy vọng là sau này quý vị đừng bao giờ trách tôi nha, vì tôi cũng đã cố gắng hết sức mình rồi nói trước cho quý vị. Còn quý vị nghe hay không á, thì cái đó là do quý vị, cái đó thì cái do cái sự quyết định của quý vị thôi, tự quý vị quyết định thôi, đúng không? Quý vị có cái sao ta, có cái sự tự do, đúng không? Hoặc là có cái quyền quyết định, đúng không? Nghe hay không? Thành ra thì lời của Ngài, lời của Chúa Cha của chúng ta, quý vị còn không nghe vì chưa chắc gì quý vị nghe lời tôi nói đâu. Cho nên tôi cũng không có ngạc nhiên về cái điều đó đâu, đúng không? Tôi chỉ ngạc nhiên khi mà quý vị bắt đầu yêu thương cái quyển sách Kinh Thánh của chúng ta, yêu thương những cái luật lệ, những cái lệnh và cái đạo lý của Ngài, phải không? Thì lúc đó tôi sẽ rất là ngạc nhiên quý vị, vì lúc đó thì quý vị sẽ hơn tôi rồi đó, thì ít nhất cũng cũng đạt tới cái trình độ mà tôi đang nói chuyện với quý vị bây giờ, phải không? Chúng ta chỉ khác nhau hoặc hơn nhau ở chỗ nào? Trái tim, cái sự yêu thương, ai yêu thương nhiều hơn, đúng không? Ai yêu thương Chúa nhiều hơn, Chúa Cha nhiều hơn và con trai của Ngài, đúng không? Ai yêu thương gia đình của mình nhiều hơn, dân tộc của mình nhiều hơn, đúng không? Bọn ngoại tộc nhiều, đúng không? Ví dụ vậy. Và cái bọn ngoại tộc, đúng không? Chỉ đó là cái điều mà mình nên đo hoặc mình nên so sánh, không?
không phải về mình so sánh, về mình hơn nhau, về cái điều là cái kiến thức của thế giới tội lỗi này, đúng không? Mình nên so sánh chúng ta về cái mình nên đo cái sự thành công của chúng ta là qua cái quyển sách kinh thánh của chúng ta, đúng không? Qua cái trình độ của ngài, cái bằng cấp của ngài, đúng không? Về cái sự hiểu biết của chúng ta về cái luật lệ, đúng không? Về cái đạo lý, cái luật lệ, cái tiêu chuẩn và cái trình độ của ngài. Đó, nói một cách đơn giản thì là cái bằng cấp của ngài thì là cái tài sản của ngài. Đó, chúng ta chỉ mượn thôi, giống như là cái thời gian mà chúng ta đang có, cái thời gian tốt bụng mà chúng ta đang có, qua cái sự hy sinh của con trai của ngài, đúng không? Dạng Christ đó, Messiah, Christ. Bây giờ Yeshim Yeshaya Christ, đúng không? Là dạng Chris He, là con trai của ngài, đúng không? Con trai của Chúa Cha, Kai Bi Hơ Mơ, tôi vẫn là tôi, hoặc ngài vẫn là như vậy, đúng không? Nên tôi nên dừng lại. Nói nhiều quá rồi. Mệt. Vậy nha. Thì xin giới thiệu với quý vị như vậy thôi ha. Rồi nếu mà tôi có tỏ vẻ cái thái độ này nọ mà quý vị cảm thấy là kiêu ngạo á, thì xin thông cảm vì tôi không có ý như vậy, đúng không? Vì cái cách tôi thể hiện á thì có sao nói vậy, và đó là cái bản chất, cái đặc điểm, cái tính cách và cái nét đẹp của những vị đàn ông và phụ nữ dân tộc của chúng ta, đúng không? Là những quý vị dân tộc của Do Thái, đúng không? Quý tộc của Do Thái, 12 sắc tộc của Do Thái, hoặc là trong 12 sắc tộc của Do Thái, đúng không? Hoặc là trong một số 12 sắc tộc của Do Thái, hoặc trong một số nhóm của Do Thái, 12 nhóm của Do Thái, đúng không? Vậy đó quý vị. Rồi tôi xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là tuyệt vời. Thấy không? Tràn đầy cái sự yêu thương. Và tôi hy vọng mỗi ngày quý vị cố gắng sống một cuộc sống tốt đẹp, ngay thẳng, trung thành, và luôn luôn yêu thương Chúa Cha của chúng ta. Và đừng quên biết ơn và nói cảm ơn Ngài và những quý cô phụ nữ dân tộc, đừng có quên, đừng có quên biết ơn những vị đàn ông dân tộc, đúng không? Vì quý cô đã đến từ cái dòng máu của họ, từ cái xương sườn của họ, từ con cặc của họ, đúng không? Chứ không phải là cái bọn ngoại tộc Tào, Hàn, Nhoan, Nhật, Tây, Phi hay là hành tinh, vân vân, hiểu không? Nếu mà mình đã hiểu mình có lỗi với họ thì hãy nói một lời xin lỗi, đúng không? Có sao đâu. Mình có lỗi thì mình nói xin lỗi. Vì tôi có lỗi, vì tôi sai. Vậy thôi, nếu mà tôi sai thì tôi cũng như vậy thôi. Nhưng mà tôi sai với một phụ nữ mà tôi yêu, hoặc là một phụ nữ con gái dân tộc của chúng ta, thì tôi nói là tôi sai, tôi có lỗi, thì tôi xin lỗi. Mong rằng là họ bỏ qua cái lỗi cho tôi, đúng không? Vậy thôi, có gì đâu mà sai. Tại sao phải làm cho nó phức tạp? Tại sao phải cảm thấy này nọ không tốt, đúng không? Từ trước giờ
cái bản chất, cái đặc điểm, cái tính cách và cái nét đẹp của chúng ta là đã luôn luôn thật thà mà, thì có sao chúng ta nói vậy mà. Vậy thì tại sao chúng ta không có giữ nó như vậy? Tại sao chúng ta lại phải thay đổi? Và tại sao chúng ta phải lại đi bắt chước cái bọn ngoại tộc kia? Thay vì giữ nguyên cái bản chất, cái đặc điểm và cái tính cách, cái bản chất, cái đặc điểm, cái tính cách và cái nét đẹp đó. Đúng không? Thay vì bỏ thì chúng ta phải giữ nó, rồi chia sẻ với những vị ngoại tộc, rồi quảng cáo nó, không, giới thiệu nó với họ, cái sự tốt đẹp, cái sự đẹp đẽ của nó, đúng không, vĩ đại của nó, tuyệt vời của nó, đúng không? Thì sao chúng ta cần phải hổ thẹn về cái điều đó? Thì đó là cái giá trị của chúng ta mà, cái bản chất của chúng ta mà. Hơn nữa là cái đạo lý của chúng ta mà. Trong cái ADN của chúng ta mà. Đúng không? Do bàn tay của Chúa Cha của chúng ta đã in chúng ta. Đúng không? Bằng cái bàn tay của Ngài. Bằng cái hơi thở của Ngài. Cái lời nói của Ngài và cái sự yêu thương của Ngài, đúng không? Quý vị có thấy nó cực kỳ, nó vô cùng là đẹp đúng không? Là vì sao phải hổ thẹn, đúng không? Chúng ta nên tự hào về điều đó, chúng ta nên vui mừng về điều đó. Chúng ta nên hãnh diện về điều đó, phải không? Để mà chúng ta có thể tôn vinh ca ngợi Ngài, đúng không? Cho cái thế giới này nó cho cái thế giới này nó thấy, phải không? Và đặc biệt là cho những vị ngoại tộc ở ngoài kia, phải không, đang vô ý thức về Ngài, đúng không, về Chúa Cha của chúng ta và con trai của Ngài, đúng không? Vậy đó. Ôi, tôi xin chào nha, tạm biệt. Tôi đã luôn luôn, đang luôn luôn và sẽ luôn luôn yêu thương quý vị, tất cả quý vị dân tộc yêu quý của tôi và thân mến nhất của tôi, như đó.